Chào bạn, hôm nay mình giới thiệu các bạn cái cách sử dụng Power Query sử dụng với cái việc tổng hợp dữ liệu như sau. Mình có một cột mã này, cột thứ hai là cột dữ liệu gồm số và một cái mã đi kèm. Thì bây giờ mình muốn tập hợp là với một cái mã này thì mình sẽ xếp lại theo hàng ngang này là nó có số lượng bao nhiêu, ví dụ như là cái này 34 23 RT thì sẽ tổng sẽ là 57 RT. Đó, mình cứ nhóm những cái thằng nào cùng cái mã đằng sau này và tổng là 1, cái nào không có một cái thì mình kích nguyên thế. Đó, tức là mình tổng hợp lại theo hàng ngang tính tổng. Thì cái này thì mình có hai hướng giải. Thứ nhất là code VBA, hai là công thức, ba là Power Query. Thì hôm nay mình sẽ sử dụng Power Query xử lý. Còn vì sao sau mình sẽ sử dụng code, vì cái này code VBA thì nó cũng không đơn giản đâu các bạn. Đó, nó vì cũng phải tự tính gì ạ, cũng phải dictionary, cũng phải mảng, hoặc là cũng phải vòng lặp để mà tính tổng, gom những cái thằng nào cùng với đơn vị này mà tính tổng. Đó, thì mình đi hướng đi giải quyết là bằng Power Query nhé. Mình sẽ đặt cái vùng này là vùng data đi. Đó, thì mình sẽ vào phần Power Query này, from table array, thì như thế nó sẽ load cái vùng data của mình vào. Đó, thì mình được hai cột này. Việc đầu tiên chúng ta phải tách ra số và chữ này, đúng không? Thì mình sẽ vào cái phần add column này. Mình sẽ đây, mình add column, mình sẽ chọn cái ô này. Sau đó là mình gì? From, tức là example, tức là tạo một column mới theo một cái mẫu nào đó, thì nó từ cái cột mình đã chọn này. Ví dụ như là ở đây mình sẽ có số 34 thì nó đó, tự động các bạn nhìn thấy ra nó hiện là tất cả số 32 24 56 này. Thì cái này là mình sẽ gõ tiếp tục số 23, mình gõ vài số thôi, nó giống giống dạng flat field trong Excel ấy. Thì ở đây là sẽ có những con số như này, thì đây mình gõ tiếp 56 để nó tự nhận diện. Đó, thì nó nhận diện hết con số đây, hết là số. Thì các bạn nhìn ở đây là nó sẽ là nó ra một cái mẫu là gì, start hai số. Nhưng mà như thế thì trong trường hợp nó có ba số thì sao, cái này không đúng lắm đúng không? Thì mình sẽ cancel đi, mình lấy giữ nguyên mẫu đi cho nó 8 nữa, ví dụ ở đây là 100.000. Đó, ba số thì mình cũng làm tương tự là làm lại đi, vì cái flat field này nó lấy hai số thì không đúng lắm. Mình sẽ nó sẽ tách theo kiểu số, thì mình cứ làm ở đây ví dụ là 34 này, lấy một cái đây là 112, mình gõ 112. Đó, thì các bạn nhìn thấy chưa, ở cái phần sample nó sẽ là gì, select column 2 này với các số từ 0 đến 9, đúng, ok đúng không ạ? Nhưng vừa nãy là mình lấy hai số thì nó chỉ lấy hai số đằng sau. Đó, thì là mình sẽ là ok. Thế tương tự với thằng chữ này thì sao, mình cũng làm tương tự. Mình sẽ là select, mình gõ các chữ thôi, RT này, đấy, những cái ký tự IU này. Đó, nó sẽ lấy 2 IU này thì này phải IU này. Đó, thì nó lấy được hết và nó lấy hai con số này. Thì cái này đây mình có thể chấp nhận được cái mã mình là mã có thể là hai số. Rồi đây mình cũng quyết định hai số đi. Trường nó không phải hai số thì mình như nào, mình sẽ làm như nào thì cái đấy mình sẽ nói sau. Ví dụ như này mình chọn hai số. Thế nếu mà trong trường hợp nó không phải hai chữ thì mình sẽ làm như nào các bạn ý nhé. Cái bước trên này nó lấy gì, nó lấy từ 0 đến 9. Thì bây giờ mình lấy từ A đến Z thì mình sẽ sửa như nào. Mình vào home editor, mình cũng lấy nguyên thằng này này, nguyên thằng này này. Mình
cóp này sang với thằng này. Đây không phải chuyên thai nữa mà. Đó, mình sẽ lấy thằng trên này, đúng không? Step trên này. Đây không phải 0, thứ 2, 9, mà là từ A, Z. Là xong, đúng không? Mình thử xem này. Ok. Bị lỗi à? Trên thai keep correctly extension 2 A Z này bị vấn đề gì không nhỉ? Trên thai keep cũng lấy con number 2 A Z cái chỗ này mình nghĩ là có cần đóng nháy không nhỉ? Vẫn bị lỗi các bạn. A comma cannot present in đây. Đây số phải này các bạn. À, thế thì mình sửa thêm rồi thôi. Mình vẫn keep cái cũ thôi là xong. Khổ vậy. Không đọc kỹ lỗi nữa. Vani keep already exit keep correctly. Mình copy nó lại. Chỗ này table add column. À, đây là tên column mới các bạn ạ. Trên là keep rồi thì bây giờ keep đây trên này cái này keep correctly thôi. Correctly hay mình sẽ thêm số 2 vào đây đi. Và xong. Đó. Có chuẩn như thế đúng không? Nếu mà trường hợp không phải là hai số mà là chữ thì mình thay A Z thôi. Đến bước này là ổn rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ xóa cái code này đi. Remove này. Sau đó mình sẽ group by theo hai bộ key này. Đúng không? Mình sẽ group by mình sẽ tính sum. Cột sum này. Sum của cái cột keep correctly này. Đây là cái cột ở giữa này. Đó. Sorry. Bị lỗi. Lỗi đây là lỗi do thai. Mình trước chi ấy là mình phải chuyển cái này thành số. Mình sẽ để là number. Đó, thì bây giờ mình group by nó mới được. Group by sum. Mình sẽ chọn là sum cột này. Đó. Đúng không? Đến bước này ok rồi. Bây giờ làm sao mình lại phải gộp tiếp cái này vào. Thì mình sẽ gộp thằng này này, mình sẽ là gì, merge column. Ok, đó, mình sẽ được tính tăng. Bây giờ làm sao mình có thể mà mình lại xoay cái hàng ngang là với thằng 3 thằng A1 này thì sẽ có 3 thằng này thì mình sẽ làm như là, thì bước đầu tiên là mình sẽ group by. Mình sẽ chọn con row K1, mình sẽ chọn row mình không chọn một cô luôn cả, thì tự động nó chuyển table đúng không? Với A1 này nó sẽ có table đây, các bạn kích vào đây table nha. A1 nó sẽ có 3 này, A2 cũng tương tự đúng không? Nếu mà mình kích ra thì thử xem nào, nó sẽ như cũ thì không đúng. Thì nó lại không hợp lý cho lắm. Thì ở cái bước này mình sẽ có một cái bước gọi là bước thêm cột, tức là mình sẽ có add một column mà nó sẽ custom. Mình để custom. Thì custom nó sẽ bằng gì? Table. Mình sẽ dùng cái hàm này. Đây mình sẽ dùng table vào đây. Đó.
mình sẽ dùng cái thêm một cái đây table này mình sẽ là table s table sẽ là count này, đây cái này sẽ là count này, đưa thằng này này count vào này, count này tên column mới này là mình để như column đi, số đầu tiên này mình để là 1 này và cái số tăng của nó tiếp tục là mình để là 1 này. Đây là type, mình để trắng đi. Đó, mình sẽ được column comma đây type text. Từ từ mình type text đúng nhỉ, edit. Đây type text là cách ra. Mình đang bị sai chỗ này. Đó. New column mình đã table này, tên một cột mới này, index column là mình để là new column này, mình phải để trong nháy nhá, các bạn đợi tí nhá, à new column mình để trong nháy, đó rồi lại lỗi à, cái gì nhỉ, loop 1 công thức của mình sẽ gì? Cột mình mới tạo này sẽ là tên là với mỗi cái table là trong custom này thì add một cái thì table đã add một cái index column và cột cao này tên là name nhé, tên table name này. Cột mới với index là 1 tăng là 1 type text. Tại sao lại lỗi nhỉ? Năm. À, số mình chuyển quá nhiều cái param ở đây. Cao new 1. Xem cái param của nó. Mình như mình chuyển đúng mà nhỉ? Đầu tiên là mình sẽ chuyển này thành một name này. Sau đó là vào tên cột mới này, giá trị đầu tiên này, giá trị tăng này, thai column mình bỏ đi, mình bỏ đi cái bước là thai này là gì đi, đó thì đấy này là được này, thì tiếp tục mình sẽ ra được ba cái này thì mình sẽ xóa đi hai thằng này đi. Bước tiếp theo là mình sẽ gì? Mình sẽ đưa những thằng này thằng hàng thành ngang thì mình sẽ dùng cái thằng này. Mình sẽ dùng thằng này. Unpivot thằng này. Pivot and pivot nhỉ? Pivot. Thì cái value column của nó sẽ là cột mờn này. À nhầm, mình nhầm. Đây ăn pivot. Bani luôn là cột mệt nhưng mà mình không create mà không cao nữa mà nó đơn đơn create tức là mình không làm gì cả, mình sẽ chỉ xoay giá trị thôi. Đó. Cùng mình được giá trị này. Thì sau đó là mình lốp vào thôi. Đó. 57168 UU chỗ này mình 57 này 68 này vừa nãy mình thêm 100 mà thì là 168 đúng rồi. 80117932. Đó, bây giờ mình thêm một thay mình giá trị bây giờ 90 là 190 xem. Nó có thay đổi nha, mình refresh nó tự động thay đổi. Đó, 190. Còn việc cái này mình có thể là mình gì? Xóa tên cột đi cũng được, mình để 123. Xóa được mà nó đây vì là table mà. Thì các bạn có thể để dấu trắng được hoặc là để như này, mình chỉ quan trọng là kết quả này thôi. Ok, cảm ơn các bạn nha.